Ồ, góc là làm đẹp ha. Nè 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 nè. Coi chừng cái dừa nó ngã. Ngã chúng á. Quen hả? Ê, 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 đó, đó, đó. Rồi đến xe vô. Đẹp quá. Đẹp ha, bứng vừa đẹp quá. Ôi, xịn có khác. Bỏ lại cái đầu lên chiếc xe, cái đầu ba mấy thằng đè kéo đầu lên chứ không ra được, ra được là tuột chiếc xe xuống luôn. Nhưng cái này được. Thì vừa cho lên cái gầm nó đầu đè đầu nó xuống. Lấy cái cọng dây anh nổi, anh lấy cái cọng dây bầu kệ nổi. Điểm phép cắn với nhau rồi. Phép gì anh? Giờ muốn bung miếng giấy hả? Dạ. Dạ bữa em xuống mà. Dạ bữa em xuống rồi anh. Nó tránh bạc tránh này. Ngã. Nói không? Lên. Rồi, kéo. Rồi, tới cái này. Này mình vừa nhỏ rồi, mấy cái bự gấp đôi gấp ba cái này. Rồi, ra quan xích ra không? Rồi, nè, thêm cái nó xuống rồi, tức tay. Đây anh Quang, ông anh mình chuyên đi bứng dừa nha. Coi cái bà nào có khó bứng là bà cũng bứng được luôn á. Mười mét. 22 bay. 22. Đâu? Dạ. Đầu này là có một siêu huynh chuẩn bị ăn cái vàng rồng rọc. Nói dây vô.
đó. Mấy anh này là chuyên nghiệp đi bứng dừa. Anh em bà con nữa ai có bứng dừa liên hệ mấy ông anh mình. Đồng rọt này cũng đi theo chinh chiến lâu năm rồi, giờ cho thêm nhớt vô. Đó, kéo kéo thì dây này sẽ căng ra, căng căng. Đây thì anh Quang mình sẽ sơm một bên bứng rễ đẹp ghê à, tròn quay à. Đây là những anh em phụ anh Quang nha. Kia là đó, kéo bằng đồng rọc. Dưới này là anh Quang anh sơm bứng rễ. Trời ơi, làm trồng quay như vẽ à, trời đẹp ghê á. Bị nha. Tài nghề không? Đó. Quá tài nghề. Bây giờ cũng cực lắm á bà con. Nắng nồi. Ai có liên hệ mà đi bứng dừa là liên hệ ông anh mình nha, anh Quang, số điện thoại anh Quang. 0982 461 007. Rồi, chào bà con. Sau khi là bứng gốc là bắt đầu là chuẩn bị lấy nguyên cây. Đó, đây là không thiếu phần quan trọng nha. Chữ anh em này cũng quan trọng lắm mà. Con chiếc xe giống như là xe pháo mình hồi xưa. Hai, ba, lên. Nhẹ nhàng, cái này nhẹ hơn nãy à. Rồi đi đường này luôn nè anh em. Bứng cây dừa chừng hơn chừng ngàn lỗ cho bá, lỗ này còn 1,5 m.